Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ đăng ảnh Chipu, còn nhắn nhủ một điều. Sau khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Chipu đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả netizen Việt Nam và Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã trở nên vô cùng thân thiết với các ngôi sao Hoa ngữ. Vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh, cũng là MC của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, đã có lời nhắn nhủ riêng đến Chipu trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ cực thích thú. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh của đại diện Việt Nam và khích lệ nữ nghệ sĩ, Chipu xinh đẹp rạng rỡ. Đã đến đây rồi, em chỉ cần tận hưởng cảm giác đạp gió rẽ sóng trong hành trình này là được. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh, Chipu lần đầu gặp gỡ khi nam diễn viên cầm bảng đón nữ ca sĩ Việt đến trường quay Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Cả hai đã có màn chào hỏi, tương tác ngắn gọn nhưng vẫn đủ sức tạo bão trên mạng xã hội. Sau tập 1 Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Chipu đã gây ấn tượng mạnh với màn thay váy trong tích tắc trong phần trình diễn ca khúc Đóa Hoa Hồng. Nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc rạng rỡ. Kết quả, cô xếp thứ hạng khá cao, đứng thứ 8 trong tổng số 33 tiết mục với tổng 359 điểm. Người hâm mộ đang vô cùng trông đợi vào những phần